Trọng kính cha chánh xứ, quý cha đồng tế, thầy phó tế, quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em, con xin thay mặt cho ban chấp hành cộng đoàn Thánh Phêrô Thất-xin xin chân thành cảm ơn quý cha đã đến hiệp dân thánh lễ để chúc mừng tân linh mục Đa Minh Nguyễn Việt Bình. Xin chúng ta cho tân linh mục một tràng. Suốt cả cuộc đời, bất cứ nơi nào, ông bà chị em sống và làm việc, con xin thành cảm ơn.